tiếng hát khen. Alleluia, cảm tạ Chúa, tôn hô danh tôn quý đến muôn đời. Chúng ta tôn Chúa ở phần phía sau của tờ chương trình. Chi hội trong thành phố của chúng ta đã vượt ngoài con số 103 rồi. Đến hôm nay thì chúng ta một lần nữa có một điểm nhóm lại chính thức có khai xanh, có nghĩa là được công nhận. Chúng ta nhân được Chúa lời tạ ơn Ngài. Tôi ngồi bên dưới và ước ao hội thánh của Chúa ở tại Bình Thới qua đứa con là Vĩnh Lộc ở đây sẽ lớn mau như là đứa con đầu lòng là Phú Thọ Hòa. Ngày nay chúng ta mỗi lần nhắc lại Phú Thọ Hòa thì chúng ta ngạc nhiên lắm, vì con lớn nhanh hơn mẹ, lớn nhanh mọi điều nữa. Chắc lẽ là người mẹ đã nuôi nấng thế nào đó, giao phó cho Chúa thế nào đó, để ngày nay thì mỗi lần nhắc đến như vậy chúng ta đều cho nên Chúa lời tạ ơn. Thì chúng tôi cũng xin Chúa ban ơn lành cho như thế. Dù chúng tôi không có dự phần về tài chánh cho cái điểm nhóm này, tuy nhiên thì chúng tôi dự phần bằng sự cầu nguyện và sự góp ý của chúng tôi. Anh Phó Ban Tôn Giáo hỏi tôi rằng mục sư có cùng với mục sư Trần Thế Tiên Phước hứa với chúng tôi là vì sao khi được công bố về điểm nhóm Vĩnh Lộc thì điểm nhóm ở tại Tân Phú sẽ dời đến một điểm nhóm khác không? Bởi vì trong một xã, một phường mà lại có hai điểm nhóm. Tôi nói rằng tôi chưa hứa gì với ông cả, mà để tôi chờ đợi hỏi ý kiến của mục sư Trần Thế Tiên Phước cái đã. Sau khi tôi hỏi xong và tôi tới của Chúa đã nói rằng tôi đã quyết tâm điều đó, xin mục sư nói cho một tiếng để anh em của chúng ta được khai sanh. Thì tôi chỉ có một lời, đó là qua sự đồng viên của mục sư Trần Thế Tiên Phước, tôi cũng nói bằng tôn giáo như vậy. Nếu quý vị cho thì trước sau thì Tân Phú cũng sẽ dời đến một địa điểm mới, vì anh em tại đó có khả năng hơn là tại điểm nhóm ở tại Vĩnh Lộc của hội thánh Bình Thới ở đây. Cho nên khi mục sư nhận chức Trần Quỳnh Quốc Quyền báo tin rằng mục sư ơi, tụi em đã được giấy phép rồi, tôi đến với Chúa lời tạ ơn Ngài. Đây là việc Chúa làm đấy. Cho thật ra tại thành phố của chúng ta cũng không phải dễ dàng gì có những điểm nhóm như mục sư Phạm Trọng Huy đã nói trong bài giảng. Nhưng bây giờ thì chúng ta được hình thành điều đó, chứng kiến điều đó, chúng ta tạ ơn Chúa về phép lạ Chúa làm. Chúa vẫn còn làm phép lạ. Xin Chúa cho anh chị em ở tại điểm nhóm ở đây, trong sự điều hành của ban điều hành
trong sự hỗ trợ của ban chấp sự Hội Thánh Bình Thới, trong sự lãnh đạo của đệ tử của Chúa, mục sư Trần Quốc Việt. Điểm nhân ở đây sẽ nhanh chóng lớn lên và trở thành một chi hội trong tương lai không xa. Xin Chúa ban ơn lành, ban đại diện Tin Lành thành phố dự phần trong việc tổ chức lễ công bố điểm nhóm Tin Lành tại Vĩnh Lộc ở đây, món quà nhỏ của chúng tôi để cùng chung vui cảm tạ Chúa với tôi tới của Chúa và chấp sự Bình Thới cũng như là anh em điều hành của điểm nhóm Vĩnh Lộc. Chúa ban phước để toàn thể các anh em chị. Thưa Thánh, chúng ta thấy điểm nhóm ở nơi đây nhìn rất là khang trang, rất là trẻ, tuy nhiên vẫn còn thiếu một số các hạng mục. Do vậy thì chúng tôi cũng nhân dịp này cũng muốn tri ân đến quý vị đã có công trong việc gây dựng và có được điểm nhóm ngày hôm nay. Về phía Hội Thánh của chúng tôi thì nội bộ thì chúng tôi sẽ gặp riêng sau. Ở đây thì chúng tôi chỉ nêu danh cho quý vị là những khách mời đã đến đây cùng với chúng tôi. Tôi xin về phía giáo quyền, tôi xin trân trọng kính mời mục sư Phạm Trọng Huy. Chúng tôi cũng có gửi lời tri ân đến mục sư đã viếng thăm và chia sẻ lời Chúa, khích lệ điểm nhóm. Và xin trân trọng kính mời mục sư đến nhận món quà này của Hội Thánh. Xin mời mục sư nhận chức quản nhiệm tặng quà cho mục sư Phạm Trọng Huy. Tôi rất cảm động khi mục sư Phạm Trọng Huy đến chia sẻ lời Chúa ở Hội Thánh Bình Thới. Mục sư cũng nói biết tình hình Hội Thánh cần tài chính để mua đất. Mục sư nói sẽ gặp một số những doanh nhân Hàn Quốc để có thể vận động cho những nhóm. Xin Chúa ban phước cho những nhóm cũng như cho tất cả mọi người chúng ta. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn các đại cô chú các bạn đã đồng hành đã tạo điều kiện để chúng nhóm được làm học. Cảm ơn mặt sư Phạm Trọng Huy để chúng nhóm đồng hành đã có quan tâm cố gắng và có lời giảng dạy của Chúa sáng hôm nay cho chúng nhóm. Chúng tôi sẽ về theo lời Chúa từ dòng dõi này sang dòng dõi kia để nhanh chóng được tinh điển và nhiều điểm nhóm sẽ được thành thành tại Viện Bình Chánh tại xã Vĩnh Lộc Tê. Chúng ta ở đây đồng chú làm tốt cho lại là tiếp theo chúng tôi cũng gửi lời tri ân đến ban đại diện Tin Lành thành phố cũng đã hỗ trợ giúp đỡ để những nhóm có được giấy phép. Chúng tôi đọc kính mời mục sư Nguyễn Thế Hùng. Nhóm kính cảm ơn ban đại diện đã cầu nguyện quan tâm và có những lời nói dù chỉ là lời nói thôi nhưng mà Chúa ban ơn để điểm nhóm được hình thành. Như vậy lời nói của thầy với chúng tôi ban đại diện thấy rất là có bằng thì chúng tôi được ban phước cho thầy thấy nhớ chúng tôi bổ sung cho mục sư Nguyễn Thế Hiển và trưởng ban đại diện để luôn luôn nhớ đến và cầu thay nhiều cho điểm nhóm hình thành của chúng ta. Chúng tôi mong rằng để chúng ta tôi cũng trân trọng kính mời mục sư chí sự ông bà mục sư chí sự Cô Thắng Lợi lên phía trên để chúng tôi có lời tri ân cũng như tặng quà nhân dịp những nhóm công bố quyết định thành lập. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Thánh,
từ như là chúng ta biết là từ năm 2012 thì cô Thảo đã dẫn một số các em đã đến tới qua buổi truyền giảng và Thiên Chúa cũng rất đông ở nơi đó, và để từ đó trở đi thì các em cũng được học giáo lý và một sư chí sự cô Tấn Lợi, lúc đó là bản nhiệm cũng đã tận tình để giúp đỡ những nhóm về lời Chúa cũng như là cho các em có những buổi sinh hoạt tại thánh một tháng một lần. Giờ đây là chị Lộc cũng đã đến đây, chúng tôi cũng thay mặt cho ban trị sự của thánh cảm ơn ông đã tích lệ và đầy dựng nó cũng là một dầu khó khăn. Kính thưa thánh, một người nữa chúng tôi xin xuống nhận ở đây, và tôi rất là cảm động khi tâm tình của cô khi cô đến hội thánh trong buổi tối, và cô tuyên bố là sẽ cho hội thánh mượn căn nhà để làm việc nhóm 2 năm, và nếu phát triển tốt thì sẽ có hướng tiếp theo. Giờ đây tôi xin xuống nhận cô gia đình cô Phạm Thị Kim Hoàng. Xin trân trọng kính mời gia đình đứng lên để chúng tôi có lời chúc ăn và tặng quà. Chúa phát thưởng cho những người làm công đó,
người được thuê đầu giờ làm đến cuối giờ vẫn được một TDE, người thuê chỉ làm một tiếng đồng hồ rồi hết giờ vẫn được một TDE. Mặc dù chúng tôi có thiếu sót nhưng chắc chắn Chúa sẽ thưởng cho quý vị một phần thưởng rất lớn. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào phần tất lễ. Xin trân trọng kính mời chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta nhập chung lại cầu nguyện. Bởi vì ba cái
cuối đời mà không còn được Chúa của tôi. Thì tôi đến với Hồng Thánh các tỉnh đông thì cũng chỉ có 10 người, chỉ có 3 gia đình. Mà đến đó cũng không có một cái giường ngủ cho một tỉnh đông, còn chỉ một mảnh đất trống. Và ngày nay đó là tôi thấy là cũng là một giấc mơ. Khi tôi đến với Hồng Thánh lấy thiêu nó chỉ nhà thờ, nhà trống cũng không có nhiều. Ngày nay chúng ta kêu là một giấc mơ. Và khi chú đến hồi đến Bình Thới thì là một căn nhà siêu việt dột nát. Thì khi mà ông một sư Trang đến để giúp đỡ thì tôi nói đây là một giấc mơ của dân trong đời. Và hội thánh cũng đọc đây, thì nhớ những đọc đây cũng là một giấc mơ. Bởi vì tôi nghe, tôi chưa biết là cô là, tôi chưa đánh giá. Nên tôi nghe nói rằng cô bạn có cho thành thân cứu người, cứu người nhớ. Đặc biệt, tôi cũng ao ước, bữa nào ngày nào đó, cô bạn giúp thành thân tôi có một gì. Thì tôi khi mà tôi một lần tôi đã nói với một sư quy, tôi đã nói một người cố gắng có được tự quản giúp chị chúng tôi có thể nói. Bởi vì tôi cho đến con số 10 người căn nhà có thể cho người ở đây cái nhà tôi. Chứ không ngờ ngày hôm nay những điều ao ước đó, một giấc mơ đó thực hiện. Và sự hiện diện ở đây là chỉ có khoảng 30 em, 14 người đó. Một cái hội thánh ở chỉ tài năng khoảng 13-14 ở đây nằm có cái đây là chỉ có gia đình của khoảng 7 người. Nên những cửa đèn có vẻ như chưa có một cái nào là nhỏ với số em các em nhỏ là mẹ của giờ có để cho nên này là một cái nhỏ là một cái nhỏ là một quyền trên ba ngôi Đức Chúa Trời cao cả quyền năng, bởi trên yêu thương của Đức Chúa Trời thân thiện khi của sự thánh thâu của thánh nhân ở cùng điểm giống điểm lạc cũng như hội thánh của ngài trên đất thì ngài Chúa thì sự thánh trở lại tại vì trên lễ đến đây là kết thúc. Cảm ơn biết ơn con Chúa đã đến đây để khích lệ chúng tôi và tâm hiệu nhóm. Chúng tôi có chuẩn bị những phần quà ở bên và phía sau. Xin là quý vị và chúng tôi. Hiện nay thì kính xin mời biết ơn với Chúa chúng ta cùng chuẩn bị những phần quà. Thank you.